đâu, có cái quạt này nó đây ta. Chương trình tặng những cái sao một sơ không được, một sơ ở mới lạnh luôn chứ. Im mà nha. Hồi nãy không thấy một sư phó trưởng chảnh, ông ngồi ông đổ mồ hôi mà ông lấy cái tờ chương trình ông quạt, em đem quạt lên cho ông. Quạt ăn thua về có người kêu em là bây giờ là khi mà sư đoàn lên bắt tay rồi á là em đứng dưới sạch cho mỗi ông rửa tay sát khuẩn hết là em nổi tiếng luôn, là lúc đó là nổi tiếng cả tỉnh luôn. Ông tỉnh ông là nguyên là bác sĩ nữa, ông thấy không? Giáo hội tốt tìm thằng này nữa, em là nổi tiếng luôn. Em còn không làm nữa. xuống là sạch sắc vẫn mình ông hết. Mấy học sư cũng chân hẳn hết trơn. Học sư nói một cái này trong chương trình nhớ là đâu có đâu ta. Hôm tập đâu có đâu. Hôm tập đâu có đâu. Có chuyến này đem về Cao Lãnh là bài bản của Bim á, cái điện nó giật cái đau quá, tại điện nó sạc 2 pha nó hơi bị dở, mà chơi điện 3 pha là nguyên cái dàn máy lạnh nó ấy quá đấy. Nhiều cái thiết bị âm thanh á, bình thường á thì hội thánh xài cũng không sao, nhưng mà giờ tại vì lẽ có thiết bị âm thanh đem ra bên ngoài rồi quạt quyết rồi thêm các phòng ốc đèn đớm thì nó tóm lại là tất cả các thiết bị điện trong khu vực nhà thờ đều mở lên đó để phục vụ hàng ngàn con người. Tính kiếm sư nhà nó có điều kiện này phải tính à.